Ngược lại nha. Đây, đang quay video có khách anh em. À, rồi, đây. Hai máy nổ đôi thì em không cần tăng gan tinh như lúc đầu nữa nha. Đây. Rất là đơn giản đúng không? Anh em lưu ý giùm Thiện, trên tất cả các máy cắt cỏ hoặc máy cưa, nếu đúng là anh em phải kéo ra cho ăn chó rồi anh em mới bắt đầu anh em dùng lực, anh em giật thì máy anh em nó mới bền được, và cái ổ giật của anh em nó mới bền được nha. Cho anh em giật luôn nè, nghe nè. À, thì nó rất là ảnh hưởng tới cái đối giật của anh em, nên anh em giật đúng cách giùm Thiện là kéo ra cho ăn chó rồi từ đây chúng ta dùng lực nó giật thì nó sẽ nhẹ hơn nha, và nắm giật anh em rất là bền luôn. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Là Thiện đây. Chúc mừng ngày mai Thiện đang có hai con máy cắt cỏ Echo E46. Thì như anh em được thấy rồi đó, Echo E46 là một máy mẫu máy khá là hot ở thời điểm hiện tại. Đứt hàng khá là lâu, bắt đầu ra mắt thị trường Việt Nam từ năm ngoái anh em. Và cuối năm ngoái đứt hàng đến 2 tháng trước mới có hàng lại nha. Thì hiện tại cũng sắp đứt hàng nữa rồi anh em. Số lượng ở con nha Thiện cũng tầm có vài cây nữa thôi là hết, không còn nhiều nha. Và lần này thì hết hàng bên công ty dự báo trước thì tầm khoảng 2 đến 3 tháng nữa mới có hàng lại nha anh em. Hôm nay thì hơi lâu họng nên nó hơi khó nghe tí, anh em thông cảm nha. Nhìn ta, hôm nay á, hai con này ở trước đây thì Thiện sẽ test nổ để giao cho một anh khách. Thì anh khách này thì lúc trước cũng đã mua, thì thực tế ra anh khách này mua giùm hàng xóm nha anh em. Lúc trước Thiện bán cho anh cũng là con Echo E46 đấy rồi, và hàng xóm thấy anh dùng khỏe quá, mạnh quá, và anh mua giùm hàng xóm hai con này. Thì một con nó sẽ có số series là 33221, và một con nó sẽ có số series là 32187 nha anh em. Thì tí nữa thì sẽ nổ tiếp nổ hàng này luôn để anh em mình tham khảo và những anh khách xem cho nó vui. Echo E46 thì anh em thấy là nó dùng quả piston lên tới 42mm thì khá là khỏe nha anh em. Hiện tại ở thị trường Việt Nam chúng ta thì có những mẫu máy như là 34, 36, đường kính piston anh em, 34, 36, 40, 42 và 44. Những mẫu máy bên đồng 44 thì chắc nhiên nó sẽ mạnh hơn nha, nhưng bù lại cân nặng nó sẽ rất là nặng, thì nó sẽ phù hợp cho những anh em nào đi phát khoáng, phát thuê hoặc là to cao lực lượng, có sức khỏe thì anh em dùng những con máy 44 ly nó sẽ mạnh hơn chắc chắn rồi đúng không. Nhưng nếu anh em nào mà tạng người phổ thông, người Việt Nam chúng ta nè, là thấp bé nhỏ con và sức khỏe có giới hạn, thì thật sự Echo E46 là một lựa chọn không thể nào là khác hơn được anh em. Bởi vì trọng lượng của nó chỉ ngang những con máy nòng 40 ly thôi, nhưng công suất của nó lớn hơn rất là nhiều. Nó nòng 42mm và dung tích xi lanh của nó lên tới 45,7cc anh em. Khá là khỏe để nó quật cước đúng không. Những con máy nòng 40 ly nhiều loại cỏ như là mằn trầu hoặc là cỏ mà nó như cái bụi xả anh em. Anh em vào tải khá là đuối máy đúng không. Nhưng riêng Echo E46 thì anh em vào tải thoải mái và không hề đuối máy ha, rất là khỏe. Con này nó sử dụng cho anh em một bộ chế Wombro VGPK. À đúng rồi, VGPK và hồng xăng 14 ly nha anh em. Anh em lưu ý giùm Thiện nhé, hồng xăng 14 ly. Và máy khỏe thì anh em đừng mong chờ vào một điều là nó tiết kiệm xăng như những con máy nhỏ nha. Anh em phải hình dung được là chúng ta phải tính là cái khối lượng công việc trên lượng xăng tiêu thụ thì chúng ta mới biết được con máy nó hao xăng hay không. Rồi, giờ Thiện tiết nổ này cho anh em mình tham khảo. Và con này nó sử dụng bộ chế Wombro VGPK hồng xăng 14 ly thì khá là tiết kiệm xăng anh em rồi đó ha. Chứ còn nếu mà nó bỏ vô cho anh em một cái bộ chế Yamaha á, Yamaha như ngày xưa những con E43 thực sự ăn xăng còn ghê hơn nữa anh em. À, ăn xăng rất là kinh khủng cái bộ chế Yamaha. Rồi, một cái máy mới, đây thì đổ xăng vô rồi. Anh em khi nhận được máy mới nhé, anh em tăng gan ti lên một tí. Đây, tăng lên một tí, 2-3 vòng gì đó anh em. Rồi bơm xăng. À, rồi mới giật nổ máy thì nó sẽ dễ nổ hơn nha. Bởi vì máy mới trong chế nó chưa có xăng, chưa có nhớt thì chúng ta phải tăng gan ti lên để cho dễ nổ hơn. Trên những con máy Kawasaki T53 anh em là họ tăng sẵn cho anh em luôn, anh em nổ máy lên rồi anh em tự giảm về. Còn cái Echo E46 thì họ là khác, bên Echo E46 sẽ thiết lập cho anh em một cái mức garanti là bình thường ha. Nhưng nên vậy á, khi máy mới thì anh em tăng garanti lên rồi anh em mới nổ máy nha. Rồi vẫn là nhồi nè anh em ha. Đây, anh em nghe hơi không, sực không à, sực ha, sực đó. Rồi giờ thì nổ thử nha, nổ rồi cái E xuống nha anh em. À, nghe không? Tăng gan ti rất là dễ nổ thời gian đầu. Còn khi nổ xong rồi á thì chúng ta giảm gan ti về lại. À, thôi thì chưa lên ga nhé. Qua con này nổ hai con luôn cho nó máu anh em. Con này cũng vậy, anh em tăng gan ti lên. Máy mới mà ha. À,
Còn sau này máy cũ thì không cần nha, hoặc là máy nổ rồi thì không cần. Còn máy mới thì anh em cứ tăng garanti lên cho nó dễ nổ. Bắt đầu chúng ta nhồi nè. Máy mới chưa xăng duy nhất thì anh em nhồi ha. Nhồi để hít xăng cái nhất lên đi, anh em nghe hơi không? Sực sực. Ha, rồi đóng nghe, kéo ăn chó bắt đầu giật nha. Rồi, lại kẹt cái xuống nha. À, ăn chó nè. Rất là nhẹ nhàng. Giảm garanti về đi. Em giảm về máy nó êm là ok nha. Rồi tiếp tục quay bên này nha. Đây giật ra ăn chó nè, nếu anh em thấy gần quá đúng không, nhích lên một cái nữa là như thế này. Bắt đầu ăn chó, bắt đầu anh em dùng lực anh em giật rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, gan đi cao, giảm về. Đó, đó. Tiếng ô nghe gan đi như vậy không? Rồi, được lại nha. Đây, đang quay video có khách anh em à. Rồi, đây hai máy nổ rồi thì anh em không cần tăng garanti như lúc đầu nữa nha. Đây, rất là đơn giản đúng không? Anh em lưu ý giùm Thiện, trên tất cả các máy cắt cỏ hoặc máy cưa, nếu đúng là anh em phải kéo ra cho ăn chó rồi anh em mới bắt đầu dùng lực, anh em giật thì máy anh em nó mới bền được, và cái ổ giật anh em nó mới bền được nha. Cho anh em giật luôn nè, nghe nè. À, thì nó rất là ảnh hưởng tới cái đối giật của anh em, nên anh em giật đúng cách dùng Thiện là kéo ra cho ăn chó rồi từ đây chúng ta dùng lực chúng ta giật thì nó sẽ nhẹ hơn nha, và nắm giật anh em rất là bền luôn. À, rất là nhẹ nhàng thôi anh em. Rồi ok, nó đơn giản vậy thôi, chắc chắn thôi ha. Máy mới thì nó sẽ rất hiếm khi và cực kỳ hiếm khi là mà trục trặc gì ha, nên anh em yên tâm. Thằng anh em vào xe thì tết nổ trước cho nó vui, à, cho yên tâm hơn nữa thôi đúng không? Rồi, đó, nó là một lần nữa nè. Còn ưu điểm của con này, thứ nhất á, là con này nó sử dụng bộ chế Wimro và Kipika ha, khá là tiết kiệm xăng cho một bộ máy công suất lớn. Rồi, thứ hai là nó sử dụng quả piston lên tới 42mm, nên cho đây dung tích xy lanh là 45.7cc thì anh em thoải mái quật cước nha. Thoải mái quật cước nha anh em. Thoải mái quật cước nó khác xa với lại quật cước được nha. Em vào tải những cái cây cọ lớn, những cái cọ dai nó rất là đuổi máy. Một cúp thoải mái á, thì anh em vào tải cọ lớn đi chăng nữa thì máy nó không bị liệm, anh em làm việc cực kỳ nhanh chóng luôn. Nó đỡ phải bị gọi là nó dập anh em. Nhiều anh em dùng máy yếu á, vào những cái cây cọ lớn thì khi mà vẫn cước nha, và cọ lớn thì nó cứ dập thì chúng ta rất là mất thời gian và cực kỳ mất cực kỳ nhiều công suất luôn. À, cực kỳ nhiều gọi là cái gì ta? Cái sức của chúng ta nó rất là mỏi mệt ha, nếu chúng ta dùng máy yếu đúng không? Một tiếp tục một ưu điểm mà ở Việt Nam chúng ta khá là khoái nữa, đó chính là con này được sản xuất tại nhà máy Yamabiko của Nhật Bản ha. Ở Việt Nam mình luôn luôn có khái niệm trong đầu, giống như là anh em cái gì vậy, anh em cứ thích sang hàng Nhật, xe máy ô tô hoặc là nồi niêu son chảo dao búa kéo rìu gì vậy, anh em cứ thích sang hàng Nhật đúng không? Thì cho em xấu, nó xuất xứ từ Nhật Bản ha, anh em càng khoái hơn nữa đúng không? Rồi nhắc ghế là một lần nữa nha anh em, 6.350.000 miễn phí vận chuyển, tặng kèm anh em một chai nhất American, một ổ cứ cải tiến nhé. Đó, anh em nào quan tâm về con Echo Yung 6 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn chữ thiện, hoặc là để lại số điện thoại của anh dưới phần bình luận thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về con Echo Yung 6 này để anh em biết thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những số phần tiền nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video và tất cả anh em video tiếp nhé.